Để chuẩn bị cho buổi cầu hôn người yêu, nhiều anh chàng thường đầu tư công sức, thời gian cho những ý tưởng thú vị. Lãng mạn thì là bó hoa hồng 999 bông. Chịu chơi hơn thì có màn siêu xe xếp hình trái tim. Hay để thỏa sở thích của người yêu, nhiều người kỳ công chuẩn bị nhiều hộp sô-cô-la, bánh kem để lấy lòng. Nhưng tất cả sẽ không đủ độc đáo và bất ngờ như màn cầu hôn vào chiều ngày 2 tháng 11 vừa qua, trước cổng trường Đại học Trùng Khánh, Trung Quốc. Để chuẩn bị thổ lộ những điều thầm kín trong lòng với cô gái mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, chàng trai này đã kỳ công chuẩn bị một màn cầu hôn đặc biệt chẳng đụng hàng. Vẫn là hoa, vẫn những lời tỏ tình ngọt ngào in trên băng rôn, nhưng anh chàng này còn có quyết định táo bạo để gây ấn tượng với bạn gái bằng một vòng hoa giống hệt vòng hoa tang. Ngay khi cô gái vừa từ cổng trường bước ra, hai người bạn đứng từ phía xa lập tức giơ cao băng rôn có để dòng chữ Mẫn Nhi, kết hôn với anh nhé. Không những thế, để thể hiện tấm lòng của mình, anh chàng này còn thận trọng cầm trên tay vòng hoa có đề dòng chữ Anh yêu em để tiến tới gần bên cô gái. Màn cầu hôn bất ngờ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Sau khi anh chàng thổ lộ lòng mình và nở nụ cười mãn nguyện, mọi người cứ tưởng rằng màn tỏ tình độc đáo này đã có kết cục tốt đẹp. Nhưng nào ngờ đâu, cô gái đùng đùng nổi giận, nhất quyết cự tuyệt chàng trai và quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại. Những hình ảnh về màn cầu hôn đặc biệt này, ngay khi vừa đăng tải trên mạng xã hội, đã nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Không ít người bức xúc chia sẻ rằng, vòng hoa thế này có khác gì vòng hoa tang đâu, không hiểu nổi anh chàng này đang bày trò gì nữa. Mang vòng hoa ấy đi cầu hôn thì làm sao mà không thất bại cho được. Thử thay bằng bó hoa bình thường xem, không chừng kết quả đã khác rồi. Chả nhẽ vòng hoa này mang ý nghĩa, đến chết vẫn yêu em hay sao? Dù không biết rằng ngụ ý của chàng trai này là gì, hay vòng hoa này chỉ là chút sơ suất trong lúc nóng vội, nhưng màn cầu hôn tưởng chừng ngọt ngào bỗng trở thành trò lố và được nhiều người mang ra bàn tán chỉ vì nó là vòng hoa tang. Đây cũng có thể xem như bài học cho nhiều chàng trai khác, nên chú ý xem xét những ý tưởng độc lạ cho màn tỏ tình hay cầu hôn của mình, kẻo lại thất bại ê chề. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.